Thưa quý vị, giải Futsal vô địch quốc gia năm 2024 bước vào giai đoạn lượt về với vòng đấu thứ 8. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững mạch bất bại khi có chiến thắng đậm trước Sài Gòn Titans. Trong khi đó, Hà Nội là đội bóng gây bất ngờ lớn nhất khi có chiến thắng trước Tân Hiệp Hưng và vươn lên vị trí thứ 4, sẵn sàng cạnh tranh ngôi Á quân. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh mở tỷ số phút thứ 4 do công của Đăng Hưng, Hoàng Tuân và Tấn Phát ghi hai bàn tiếp theo, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-0 trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, các học trò huấn luyện viên Tuấn Anh chủ động chờ kiểm soát bóng, tổ chức tấn công. Tận dụng những sai lầm của đối thủ ở khu vực giữa sân, Thái Sơn Nam định đoạt trận đấu với kết quả chung cuộc 5-1, toàn thắng sau 8 vòng đấu giữ vững ngôi đầu. Bất ngờ lớn nhất ở vòng 8 là chiến thắng 3-2 của Hà Nội trước Tân Hiệp Hưng, qua đó chiếm vị trí thứ 4 của đối thủ. Đương kim Á quân Sahako thắng Luxury Hạ Long xếp thứ 3, Savines Khánh Hòa cầm hòa Thái Sơn Bắc 1-1, khiến cho cuộc cạnh tranh vị trí thứ nhì trở nên sít sao hơn giữa Thái Sơn Bắc, Sahako và Hà Nội. Thì bên Thái Sơn Nam thì đội hình rất mạnh. Về Sahako thì cố gắng tranh vị trí hạng nhì, gán giữ đương kim Á quân như mùa rồi. Vòng chính sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 với tâm điểm là màn so tài giữa Sahako và Thái Sơn Nam trên sân Quận 8.